Agora, Dano. Kính thưa ban lãnh đạo công ty, thưa toàn thể các vị khách quý, thưa toàn thể các anh chị quản lý, tư vấn viên và các vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị khách quý cũng như toàn thể ban lãnh đạo công ty một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa các quý vị, có được ngày hôm nay thực sự tôi phải cảm ơn ban lãnh đạo công ty Manulife và cũng như toàn thể các anh chị quản lý tư vấn viên đã đồng hành và tin tưởng đội ngũ của công ty chúng tôi để có mặt ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn bộ các anh chị tư vấn quản lý của Thái Nguyên, ông Chín nói chung và nói riêng, ở đây thì thực sự là cái kết quả này, sự gắn bó cũng như là sự thành công của em Thúy và một số các anh chị tư vấn viên quản lý thành công có được kết quả ngày hôm nay thì họ cũng không biết nói gì hơn. Xin được gửi gắm chúc sức khỏe toàn thể các quý vị, các anh chị quản lý cũng như tư vấn viên có một sức khỏe, một gia đình hạnh phúc, và họ xin hứa sẽ gắn bó cũng như quyết tâm để làm sao giúp cho 09 có nhiều MBIT nhiều hơn, nhiều MBIT cũng như là MBA. Và cuối cùng xin được chúc hội nghị thành công. Chúc tất cả. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn, thật to nữa dành cho chị Lê Thị Hòa được không ạ? Quý vị, to lắm không ạ? Vâng, và quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được chiêm ngưỡng những khuôn mặt, những vì sao, những vị tinh tú xuất sắc nhất trên bầu trời Bắc Giang và Thái Nguyên trong năm 2020 vừa qua. Và nhà thơ Nguyễn Quang Trường có nói một câu: đã sinh ra trên đời sống này phải có danh gì núi sâu, đúng không ạ? Những quản lý, những tư vấn, những ngôi sao của chúng ta không những vượt qua những gian nan thử thách, mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống, và điều quan trọng hơn cả, họ đã vượt qua chính cái tôi của họ. Và một lần nữa chúng ta hãy dành cho những ngôi sao của chúng ta một tràng pháo tay được nữa không ạ? Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại sân khấu những cô gái chân dài, vô cùng nóng bỏng, sexy và xinh đẹp cùng một bài hát vô cùng quen thuộc với chúng ta. Bài hát đó là gì? Xin mời âm nhạc.